Khi thắp hương rằm tháng 6 âm lịch, ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, vào ngày mùng 1 hay là ngày rằm thì các gia đình Việt đều sắm sửa lễ vật, cúng thần linh, tổ tiên và đọc bài văn khấn để cầu mong cái may mắn, cái tài lộc, cái bình an đến với gia đình nhà mình. Cái việc thắp hương hàng ngày hoặc là vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt. Bên cạnh việc chuẩn bị các vật dâng cúng thì người cúng khấn cũng cần phải lưu ý nên khấn gì, cầu gì mỗi khi chúng ta lên hương. Nhiều người cứ tiện mồm khấn với tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng sự thực nếu muốn việc thắp hương, cầu khấn nó phát huy được cái tác dụng, trước tiên các bạn cần phải khấn đúng bài đã. Theo đó, không phải ai cũng biết cách thắp hương, khấn vái tổ tiên đúng chuẩn phong thủy là như thế nào. Sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách dâng hương lên ban thờ gia tiên để việc cúng bái nó không bị phạm phải những cái đại kỵ mà lại hiệu quả, giúp cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, cái việc thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ, Tết, giỗ, chạp. Nén hương được thắp lên thì mọi người cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương lúc này không còn là thứ hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một cái sản phẩm tâm linh, một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người Việt Nam. Đây được xem như là một trong những cách đốt vía được sử dụng rộng rãi trong cái đời sống của người Việt. Cái nghi thức dâng hương là cái tập quán mà hầu như mọi người dân châu Á, bất kể lứa tuổi nào và sống ở đâu thì cũng đều được biết đến. Thắp hương đã đi vào trong cái đời sống văn hóa, cái tín ngưỡng của người dân Việt Nam như là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và linh thiêng. Dù không phải là mê tín dị đoan, nhưng mà trong tâm thức của mỗi người châu Á thì đều tin rằng nén hương khi đốt lên cũng như một nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới hữu hình và vô hình lại với nhau. Tuy nhiên, về mặt tâm linh thì có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ, nhất là về cái việc ý nghĩa dâng hương theo cái quan niệm truyền thống của ông bà ta. Thậm chí ngày nay, một số người vẫn còn không biết tại sao nhà mình lại có một cái ban thờ với những cái pho tượng, hình ảnh chư Phật, Bồ Tát, thần thánh hoặc là tổ tiên. Phải chăng có một ông Phật ở trên ban thờ nhà mình? Quý vị thân mến, trong cái nghi lễ Phật giáo, hương là một trong 6 lễ vật dâng cúng, bao gồm có hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, tức là hương, bông đèn, trái cây, thức ăn. Tuy nhiên, nhiều người không rõ về cái ý nghĩa sâu xa của việc cúng Phật nên bày biện đủ các loại thức ăn, thức uống như yến tiệc. Như vậy thật là quá uổng phí, vừa phí công lại vừa không hiệu quả. Bên cạnh đó, nó lại còn làm sai lạc đi cái ý nghĩa. Theo quan niệm của Phật giáo, lòng thành thể hiện qua cái làn khói hương nghi ngút, không cần phải bàn yến tiệc, thịt cá, heo, giò, gà, linh đình gì cả. Vì đúng ý nghĩa thì cái sự cúng Phật chỉ nên dùng hương, hoa, bông đèn, hoa tươi, cháy tốt, nước trong là đủ. Phật không phải ở trên bàn thờ, ở trong những pho tượng, mà là ở trong tâm của tất cả chúng ta. Ngoài ra thì những cái nén hương, ngoài những nén hương dùng cái ngọn lửa để đốt cháy lên, thì chúng ta cũng có thể dùng tâm hương, dùng đức tin của mình để thắp lên cái nén tâm hương, tức là hương từ trong tâm. Bởi vậy mới có 5 cái thứ hương dùng để cúng dường cho chư Phật: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. Và phần tiếp theo sẽ là cái lý do tại sao mà có tục tập thờ cúng là số lẻ khi mà thắp hương. Theo các chuyên gia tâm linh, việc người Việt Nam thường thắp 3 nén hương như sau. 3 nén hương thể hiện ý nghĩa tâm hương, tức là lòng thành, giới hương tức là theo lời dân của Phật, của Thánh Tổ Đường, của gia tiên, và định hương là tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Đối với Phật giáo, nhà chùa thì thường không đặt ra những cái luật lệ nào cho chúng sinh khi mà chúng ta dâng lễ dâng hương lên chư Phật. Nói về cái sự khác biệt trong cái quan niệm thắp 3 nén hương khi cúng tổ tiên thì các đại sư cũng đã giải thích rằng đối với nhà Phật thì cái việc thắp hương có đôi chút khác biệt so với chúng sinh. Theo đó, người đến chùa thắp hương có thể thắp 1 nén, 2 nén hoặc 3 nén cũng được. Sở dĩ có điều này là do nhà Phật quan niệm cái việc thắp hương là xuất phát từ tâm của con người. Chỉ cần tâm hướng Phật thì lòng được thanh thản. Vì điều này nên nhà chùa thường không đặt ra cái luật lệ nào đối với chúng sinh khi mà dâng hương lên cửa Phật. Mặc dù nhà chùa không đặt ra những cái luật lệ nào với chúng sinh khi mà lên chùa thắp hương, nhưng xét về quan điểm văn hóa, truyền thống thì người dân nên thắp 3 nén hương khi lên chùa là đẹp nhất.
thì người dân nên thắp 3 nén hương khi lên chùa là đẹp nhất. Nó tượng trưng cho sự kết nối giữa người Trần, Đức Phật, giúp cho tâm hồn được thanh tịnh, được trong sáng hơn. Và hiện nay, khi đi lễ chùa, người ta thường thấy cái biển là mỗi người chỉ nên thắp 1 nén hương. Đây cũng là cách để nhà chùa gây tránh lãng phí, tránh ô nhiễm và cũng phòng chống cháy nổ. Quý vị thân mến, trong Phật giáo thì 1 nén hương gọi là tâm hương, tuy bé nhưng lại bao gồm 5 cái ý nghĩa sắc hương khác nhau. Giới hương tức là tự nhắc nhở mình, hướng thiện để tâm hồn được trong sáng. Định hương tức là lòng được yên ổn, không bị cái xấu nó lấn át. Tuệ hương tức là làm cho trí tuệ được sáng suốt, để thu nhận được những điều tốt đẹp. Thiện lương chi kiến hương giúp chúng ta vững tin, phát triển cái năng lực trí tuệ. Giải thoát hương giúp ta buông xả mọi ưu phiền cũng như là ham muốn tội lỗi. Trong quy định của nhà Phật có 5 loại hương, chính là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. 5 loại hương này được phân theo cấp độ cao thấp khác nhau. Thấp nhất là giới hương, dùng để cho tâm hồn con người chút bỏ những cái ác ma, tham sân si. Và cao nhất là giải thoát chi kiến hương. Đây là loại hương chỉ có ở những người tinh thông cái giáo lý của nhà Phật, một lòng hướng Phật thì mới có được. Và cái loại hương này chỉ có trong tâm của mỗi con người, chứ không thể tìm thấy ở bên ngoài. Bên cạnh đó cũng không nên thắp hương giả, tức là thắp nhang điện cắm vào lư hương. Tóm lại, thắp hương là một cái cử chỉ chứa đầy cái tinh thần, đầy cái nét đẹp văn hóa của người Việt. Mùi hương thơm chính là cái mùi hương quen thuộc trong hàng triệu gia đình châu Á. Là cái mùi thơm đặc biệt của ngày đầu xuân năm mới khi đi chùa lễ Phật và cái ngày lễ Tết rằm dỗ chạp, cũng như là những ngày lễ tưởng nhớ đến tổ tiên. Chính vì thế, chúng ta phải cần bảo tồn cái nét văn hóa, nét đẹp này, tránh lạm dụng cái việc đốt quá nhiều hương, làm ảnh hưởng đến cái môi trường và cũng làm xấu đi cái hình ảnh tốt đẹp vốn có bấy lâu nay. Và tiếp theo chương trình sẽ là khi thắp hương thì nên nói gì, khấn gì. Quý vị thân mến, khi thắp hương nên nói gì và khấn gì cho đúng để tỏ lòng thành kính và được tổ tiên thần Phật phù hộ. Ngay sau đây, Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách thắp hương ở nhà chuẩn nhất và những cái điều kiêng kỵ khi thắp hương. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta nói về cái tư thế thắp hương thì các bạn cần phải sắp xếp các lễ vật thờ cúng một cách là gọn gàng trên bàn thờ gia tiên rồi mới bắt đầu thắp hương. Khi cắm hương thì các bạn cũng cần chú ý về cái tư thế và cái phong thái của bản thân, cần phải trang nghiêm, không vội vàng và cung kính. Đặc biệt là cái khoảng cách giữa vị trí đứng so với cái bát hương cũng không được quá xa, phải vừa đủ để với tay lên dâng hương. Khi lấy hương thì cũng cần phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, không được để hương rơi, vãi hoặc là gãy. Nếu mà cắm hương ấy, thì nên cắm hương thẳng. Nếu cắm nhiều cái hương thì các bạn cần tách ra để cho khỏi hương khỏi bị bốc cháy. Và chúng ta cùng quay lại với chủ đề khi thắp hương nên nói gì, khấn gì. Tùy vào mỗi cái dịp lễ Tết dỗ chạp, ngày rằm hay ngày mùng 1 mà các bạn sẽ có những cái bài cúng khác nhau. Tuy nhiên, khi thắp hương các bạn cần nhớ rõ về tên tuổi của gia chủ và các thành viên trong nhà. Kế đến là địa chỉ nơi ở, ngày tháng năm, đúng không? Của cả ngày âm lịch và ngày dương lịch hôm đó. Và cuối cùng là các bạn cần phải cầu khấn những cái điều mình mong muốn về sức khỏe, tài lộc, cầu tài, cầu duyên và khấn lệnh bề trên thành kính để được phù hộ độ trì. Ngày rằm tháng 6 âm lịch, cúng cụ chớ khấn nôm, cứ đọc đúng câu này là lộc gấp 10 lần, cầu gì được nấy. Bài khấn như sau: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy 10 phương chư Phật 10 phương. Con kính lạy Ngài đương nhiên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Con kính lạy Ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần. Con kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương. Con kính lạy Ngài Bản Xứ Thần Linh, Bản Gia Thổ Địa. Con kính lạy Ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các bậc tiên gia, chư vị tôn thần cai quản trong xứ này đất này. Con kính lạy Cao Tăng Tổ Thảo, Cao Tăng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, nội ngoại dâu rể, hội đồng gia tiên họ nhà chúng ta. Cúi xin các ngài cùng gia tiên chứng lễ, hiển linh chứng giám lòng thành của con cháu. Hôm nay, ngày rằm tháng 6 âm lịch năm 2023, tức ngày Tân Mão, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão, gia chủ chúng con tên là gì đó, sinh năm bao nhiêu, cùng với các thành viên trong gia đình nêu tên vợ, con, trưởng nam, thứ nữ, v.v. Nhân ngày rằm tháng 6, đất trời hòa hợp, giờ khắc linh vượng, gia đình chúng con có sắm xanh phẩm vật, hương hoa trà quả, kim ngân lễ vật, kính dâng hiến trình các vị tôn thần cùng gia tiên họ nhà chúng ta. Chúng con kính mời ngày đương niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần, ngày Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương, ngày Bản Gia Táo Quân,
cùng các vị tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ nhận lễ vật. Cầu xin các ngài che chở cho gia đình chúng con bốn mùa hưng vượng. Có quý nhân phù trợ, tài lộc vượng tiến, tai ách thì đều qua, tâm cầu sở đắc sở nguyện tòng tâm. Chúng con lại kính mời gia tiên tiền tổ, hương linh nội ngoại, đồng đẳng gia quyến, họ thương xót cho con cháu hiển linh trước án, chứng lễ hưởng hoa. Con cầu xin gia tiên phù hộ cho gia trung thuận hòa, gia đạo hưng vượng. Cả nhà được yên vui, con cháu ngoan ngoãn, thông minh học giỏi, vợ chồng thì thương yêu, bảo ban nhau, cầu tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an thì đắc bình an. Chúng con kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ cùng cư ngụ tại nơi này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, chứng giám cho lòng thành của gia chủ. Phù hộ cho gia chủ sức khỏe an khang, tài lộc thăng tiến, gặp hung hóa cát. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cầu xin các ngài cùng gia tiên hoan hỷ thụ nhận, chứng lễ cho chúng con. Chúng con thành tâm cẩn cáo, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn khấn ngày rằm tháng 6 âm lịch. Khi thắp hương nên nói gì và kiêng kỵ những điều gì khi thắp hương? Thưa quý vị, khi thắp hương các bạn tuyệt đối không được nói to, không được gây ồn ào ở những cái nơi thờ cúng, không mặc quần đùi, áo sát nách, áo hai dây hay là mặc những cái trang phục thiếu vải. Không thắp hương theo số lượng là số chẵn, bởi theo phong thủy, những con số này đều phạm những điều không hay. Bên cạnh đó cũng không dùng hương uốn tàn, hương cong tàn, bởi chúng đã đa phần đều được trải qua cái quá trình xử lý ngâm dung dịch axit hóa chất. Khi đốt sẽ cháy và sinh ra nhiều cái khói độc hại. Hy vọng với những cái thông tin trên đây mà Tử Thông chia sẻ đã giúp quý vị phần nào biết rằng khi thắp hương nên nói câu gì, khấn gì và cầu gì. Chúc quý vị và gia đình luôn được vạn sự như ý, luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công. Tiếp theo sẽ là một vài những cái câu hỏi của quý vị khán giả vẫn thường đang thắc mắc. Thứ nhất là thắp hương hàng ngày có tốt không? Thưa quý vị, cái việc thắp hương lên bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài, bàn thờ thần linh, bàn thờ Phật là một cái việc làm mang cái ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc. Thế nhưng có nên thắp hương hàng ngày hay không lại là một cái điều mà không phải gia chủ nào cũng tìm được cái câu trả lời và cái lời giải đáp phù hợp, đúng chuẩn nhất cho riêng mình. Thưa quý vị, theo quan niệm trong thờ cúng hiện nay, thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận bịu không thể duy trì cái thói quen này hàng ngày, thì cần thắp hương vào cái ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ, ngày Tết với một chút hoa quả, một chút lễ mọn dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện cái lòng hiếu kính. Ngược lại, nếu gia chủ có điều kiện về thời gian, thì các gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên bàn thờ gia tiên sẽ làm cho cái không khí, làm cho cái không gian trong gia đình nó trở nên ấm cúng hơn, lòng người được nhẹ nhàng hơn và an yên hơn. Trong gia đình, ngoài bàn thờ ông bà tổ tiên và bàn thờ táo quân, thì nhiều gia đình hiện nay còn thờ bàn thờ Phật, bàn thờ ông địa thần tài. Dù vậy, khi thắp hương ở bất cứ bàn thờ nào thì gia chủ cũng đều phải ăn mặc chỉnh chu, chỉnh tề và khấn vái một cách thành tâm. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên lưu ý chỉ thắp một nén hương, bởi theo quan niệm dân gian, số nén hương được thắp là một trong những cái yếu tố mang cái ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương là cái sự bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên và các vị thần Phật, thần linh gia tiên. Đồng thời, khi thắp chúng ta cũng phải thắp bằng cả hai tay để không thể hiện cái thái độ bất kính, vô lễ đối với các bậc bề trên và các vị thần Phật cao quý. Câu hỏi thứ hai là thắp hương vào thời gian nào trong ngày là đúng và chuẩn hợp lý nhất? Quý vị ạ, nên thắp hương vào lúc nào trong ngày? Dù là ngày lễ, ngày Tết, ngày dỗ chạp, ngày mùng 1, ngày rằm hay ngày bình thường v.v. là câu hỏi được rất nhiều gia chủ quan tâm hiện nay. Bởi lẽ, cái thắp hương vốn là một cái tục tập lâu đời, đã xuất hiện và tồn tại trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt hàng ngàn năm nay. Vì vậy, mỗi khi mà nén hương được thắp lên, cũng là cái lúc mà sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm dương được kết nối lại với nhau một cách sâu sắc. Với cái ý nghĩa thờ cúng tâm linh đặc biệt này, thì gia chủ nên chọn cái thời gian thắp hương tốt nhất, đó là vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối. Bởi cái việc khởi động một ngày mới bằng thắp một nén hương lên trên bàn thờ gia tiên sẽ khiến cho gia chủ cảm nhận được cái ngày mới được an lành, tràn đầy sức sống. Tương ứng với đó, thắp hương vào mỗi buổi chiều tối là kết thúc một cái ngày làm việc bận rộn, cũng sẽ giúp cho tâm hồn của con người được trở nên bình an, thanh thản và bớt lo âu, bớt áp lực hơn. Theo đó, thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm và cái thói quen này mang cái ý nghĩa cũng như là cái giá trị tâm linh cực kỳ lớn. Thời gian để thắp hương hàng ngày nó phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian mà gia chủ có thể sắp xếp được. Theo đó, các gia chủ nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và mỗi buổi tối sau khi trở về nhà, nhưng tuyệt đối không thắp hương sau 7:30 tối.
nhưng mà tuyệt đối không nên thắp hương sau 7 giờ tối. Bởi việc thắp hương quá muộn sẽ khiến cho các sinh linh đang đi lang thang nghe theo cái mùi hương mời gọi mà đến quấy nhiễu, phá phách gia đình. Do vậy, nếu mà thắp hương vào buổi tối thì gia chủ cũng nên thắp càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, hy vọng với những cái chia sẻ trên đây của Tử Thông đã giúp quý vị biết cách thắp hương sao cho đúng chuẩn phong thủy để không phải bị phạm những cái điều đại kỵ. Biết cầu gì, biết khấn gì mỗi lần lên hương trên bàn thờ gia tiên hay bàn thờ Phật. Từ đó sẽ giúp cho gia đạo luôn bình an, mọi việc được hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Nếu ngủ mơ thấy 10 điềm báo này, gia chủ sắp trúng quả trời cho, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về nhà. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, có bao giờ bạn nghĩ rằng giấc mơ lại có thể báo trước cho chúng ta biết được những gì sắp xảy ra trong tương lai hay là không? Theo quan niệm về tử vi số mệnh thì điều này là hoàn toàn có thể. Bất kể đó là chuyện hung dữ hay là chuyện cát tường thì chúng ta đều có thể nhìn thấy trước những cái dấu hiệu cảnh báo trong cái giấc mơ của mình. Mặc dù có vô vàn các tình tiết hư ảo khác nhau, nó diễn ra trong lúc chiêm bao của mỗi con người, nhưng các nhà tâm linh đã tổng kết ra một số cái giấc mơ phổ biến là cái điềm báo của sự may mắn và tài lộc sắp ùn ùn kéo tới. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngủ mơ thấy 10 điềm báo này, tiền bạc sẽ ùn ùn kéo vào nhà như núi. 1. Mơ thấy cầu vồng. Nếu một ngày mà bạn đang ngủ mà mơ nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa, thì đó là một dấu hiệu vô cùng may mắn trong thời gian sắp tới. Mọi việc thì diễn ra, bạn sẽ vô cùng là thuận lợi. Tiền bạc, tài lộc sẽ rơi vào túi rất nhiều, không thể đếm hết. Cầu vồng sau mưa cũng thể hiện rằng tất cả mọi phiền muộn, những điều cũ đều được rửa trôi và đón một ngày mới, một cái tương lai tốt đẹp hơn. Trong giấc mơ này có ý nghĩa, có thể bạn sẽ gặp những cái khó khăn, song sẽ vượt qua một cách xuất sắc. Thứ hai là mơ thấy cây nở hoa. Nếu một ngày mà bạn mơ ngủ thấy cây nở hoa, hoặc mình lạc vào một khu vườn có nhiều hoa quả, thì đó là dấu hiệu vô cùng may mắn, tài lộc sắp gõ cửa nhà các bạn rồi đấy. Trong con đường công danh sự nghiệp của các bạn sắp tới thì mọi thứ đều diễn ra một cách là suôn sẻ, hanh thông như là mình mong muốn. Nếu bạn là người làm ăn kinh doanh thì sắp tới sẽ có những cái hợp đồng lớn mang lại nhiều cái lợi nhuận đáng kể. Trong thời gian này là cái cơ hội để bạn làm ăn phát tài hơn và các bạn hãy nắm bắt lấy cái thời cơ tốt đẹp này. Thứ ba là mơ ôm em bé đang mỉm cười. Thưa quý vị, các cụ ngày xưa có câu nhân chi sơ tính bản thiện. Trẻ em ấy là những điều tốt đẹp nhất và lương thiện nhất trên cái thế giới này. Bởi vậy, giải mã cái giấc mơ có nói là nếu mà mơ thấy một em bé đang mỉm cười, tức là bạn sắp đón những điều lành trong cái cuộc đời mình. Đấy, không chỉ có được quý nhân phù trợ, làm gì thì cũng sẽ được suôn sẻ may mắn, đấy, mà bạn còn được đại cát đại lợi, đạt được những cái đột phá lớn trong cái sự nghiệp, được thăng chức, được tăng lương, thu nhập thì ổn định. Một bước đổi đời chính là cái điềm báo mà cái giấc mơ này nó muốn nói với bạn. Thứ tư là đang đếm tiền. Đấy. Ai cũng mong muốn là mình có thể được đếm tiền mỏi tay. Vì vậy, nếu mà mơ thấy mình đang đếm tiền ấy, thì gia chủ sẽ liên tục đón những cái hỷ sự vào nhà. Cái sự nghiệp thì phất lên như diều gặp gió. Nếu nó đang ấp ủ những ý định thì các bạn hãy thử sức mình trong những cái lĩnh vực mới. Chắc chắn các bạn sẽ thành công một cách viên mãn. Bên cạnh đó thì cái chuyện tình cảm của các bạn cũng sẽ được yên ấm, viên mãn, hạnh phúc thì ngất ngây trong thời gian sắp tới. Thứ năm là mơ thấy nhiều ngôi nhà mới. Có vẻ như cái giấc mơ có ngôi nhà mới của bạn sắp được thực hiện rồi. Khi mà bạn trải qua cái giấc mơ này, một cuộc sống mới, vui vẻ, an lành, tươi mới hơn đang chờ đón bạn khám phá ở phía trước. Những ngày tháng cũ, những cái miệng phuồn trước đây, những lo lắng rồi cũng sẽ qua đi và chỉ còn lại những cái điều tốt đẹp mà bạn mong chờ. Nhưng mà các bạn nên nhớ, may mắn ở lại với bạn lâu hay là nhanh ấy, thì là do chính bạn. Nếu bạn biết tận dụng cái cơ hội, cái thời điểm này để duy trì những cái mối quan hệ tốt đẹp, gắn kết mọi người nhiều hơn trong cả công việc cũng như là trong cái cuộc sống ấy, thì sẽ có rất nhiều cái cơ hội nó mở ra trước mắt các bạn. Tuy nhiên, nếu bạn lãnh đạm, không thích tiếp xúc hay là giúp đỡ mọi người vì cho đó rằng đó chỉ là cái việc của mình thì cũng không có những cái chuyển biến nào quá lớn trong cái sự nghiệp cũng như là chuyển biến lớn trong cái tiền bạc của bạn trong thời gian tới. Giấc mơ thứ 6 là mơ thấy người quen đang mặc áo tang. Có thể bạn đang lo lắng
với cái giấc mơ này, đúng không ạ? Cái giấc mơ này sẽ khiến cho bạn lo sợ, khiến cho bạn hoảng loạn. Tuy nhiên, đây cũng được cho là một giấc mơ may mắn về tiền bạc. Sắp tới, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều cái điềm lành với những cái thay đổi bất ngờ. Sự nghiệp thì vừa hanh thông thuận lợi, thậm chí là có những cái bước ngoặt bất ngờ mà ít ai có thể ngờ tới được. Nếu bạn là nhân viên kinh doanh ấy, thì sẽ có một cái cơ hội bất ngờ đưa tới để ký kết một cái hợp đồng lớn, thậm chí là có người còn đề bạt lên cái chức vụ cao hơn. Lương thưởng thì cũng hậu hĩnh hơn và ít ai có thể ngờ được. Ngay cả chính bạn cũng không thể tin những may mắn như thế lại tới với mình trong cái thời gian này. Thời gian này là thời điểm rất là tốt đẹp để các bạn bắt tay vào thực hiện những cái kế hoạch khủng mà các bạn đã lên từ lâu nhưng mà vẫn còn chần chừ lo lắng, chưa biết là khi nào có thể tiến hành được. Có thể nói, cái thời điểm này nếu mà không tận dụng ấy thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hối hận trong cuộc đời. Thứ bảy là mơ thấy mình được đốt pháo. Những ai đang độc thân còn chưa tìm thấy một nửa kia của mình sẽ có cơ hội tìm được cái người trong mộng khi mà mơ thấy là mình được đốt pháo. Pháo hay là pháo hoa là hình ảnh tươi vui rực rỡ, cũng là cái điểm đó bạn sẽ có cơ hội rất là cao thoát khỏi cái đời độc thân, tận hưởng cái cuộc sống mới khi mà có một nửa yêu thương và chăm sóc mình. Nếu bạn đang mải miết tìm cái công việc tốt hơn, phù hợp hơn mà chưa tìm thấy thì nay đã có cái tín hiệu đáng mừng và dễ dàng nhận được những cái chỗ mới rất là tốt, với điều kiện làm việc là thuận lợi hơn và ai cũng phải mơ ước. Cái điềm báo là thế, nhưng mà nếu chính bạn không nỗ lực thì khó có thể đạt được những cái thành công như mong đợi. Vì thế, dù bất cứ cái tình huống nào, công việc gì, phải gì tận tâm, tận lực làm hết sức của mình, phát huy tối đa cái năng lực và tận dụng tốt mọi cơ hội đến với mình. Nếu may mắn tới và bạn biết kết hợp với cái năng lực của mình tốt, thì đây là cái lúc để sự nghiệp được cái tài năng của bạn được công nhận và đạt được những thành tựu lớn trong tương lai. Thứ 8 là mơ đi chọn mua nhẫn. Thưa các bạn, nhẫn chính là biểu tượng của sự gắn kết cho tình yêu đôi lứa. Vậy nên, ý nghĩa của giấc mơ này là báo trước cho vận khí tình yêu của các bạn thì đang là rất là đẹp, khá là tốt lành. Những người mà mơ thấy cái điều này sẽ thoát khỏi cái kiếp độc thân trong một thời gian ngắn. Đồng thời, cái giấc mơ cũng là cái điềm báo nhắc nhở những người mà đang nằm mộng rằng sau khi gặp được đối tượng ưng ý, không nên chần chừ, không nên do dự mà hãy tích cực nắm bắt lấy cái cơ hội gây dựng cái hạnh phúc của chính bản thân mình. Giấc mơ thứ 9 là mơ thấy Đức Phật. Quý vị thân mến, nếu như mơ thấy Đức Phật hay là Quan Thế Âm Bồ Tát thì đây chính là một trong cái dấu hiệu cho những điều bình an, may mắn sắp gõ cửa nhà bạn. Nếu bạn đang làm công ăn lương ấy, thì bạn nhất định sẽ được khẳng định cái vị thế của mình trong cái sự nghiệp. Còn nếu bạn là người kinh doanh, buôn bán thì sẽ làm ăn vượng phát, lộc lá thì đầy nhà, may mắn hết phần của thiên hạ. Đó, giấc mơ thứ 10 đó là mơ thấy nhà dột. Quý vị thân mến, nhà dột chắc chắn là không phải là một cái sự tốt lành ở ngoài đời thực. Nhưng mà nếu trong giấc mơ mà bạn mơ thấy nhà dột thì cho thấy bạn sắp có may mắn đến với gia đình. Trong giấc mơ, nếu mà nước chảy vào nhà tức là đại biểu cho cái tài vận. Mưa rơi vào nhà tức là tất cả những cái điều cũ sẽ được rửa trôi để chào đón những cái điều mới mẻ. Mưa dột vào nhà cho thấy mặc dù là có gặp khó khăn ấy, nhưng mà bạn vẫn an toàn về tiền tài, có cơ hội thành công lớn hơn. Đó là 10 cái giấc mơ báo hiệu cái sự may mắn. Quý vị thân mến, trong chúng ta thì có hàng vạn giấc mơ trong một cuộc đời. Và mỗi giấc mơ đều mang một cái ý nghĩa riêng. Có giấc mơ là những cái điều tốt lành, nhưng mà cũng có giấc mơ nó báo hiệu những cái điều xui xẻo sắp xảy ra với bạn. Trong thuật giải mã giấc mơ đã nhắc nhở rằng, có một số giấc mơ dưới đây là cái điềm báo chẳng lành, nếu không muốn nói là xui xẻo đang chờ đợi bạn trong cái thời gian sắp tới. Vì vậy, nếu mơ thấy 10 cái dấu hiệu trên thì bạn cần tuyệt đối cẩn trọng tất cả mọi việc cũng như là cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ một cái quyết định làm việc gì. Thứ nhất, mơ thấy bị rụng răng, gãy răng. Thuật giải mã giấc mơ cho thấy nhiều người bất luận là nam, nữ đều rất lo lắng khi mà chiêm bao thấy mình bị rụng răng hay là gãy răng. Họ thường nghi ngại về cái ngoại hình mà quên mất rằng đây là cái điểm báo cho cái chuyện tình cảm gia đình sắp tới có nhiều khả năng bị rạn nứt. Đôi bên sẽ phải sống xa cách trong cái thương nhớ. Phụ nữ thời kỳ ngoại ngũ tuần ấy, thường xuyên gặp những giấc mơ rụng răng là dấu hiệu phản ánh cái sự không hòa hợp trong cái chuyện đời sống chăn gối. Thuật giải mã giấc mơ cũng khuyên các bạn rằng bản thân ấy, thì phải tự tìm ra cái mấu chốt của vấn đề thì mới có thể xoa dịu được cái tâm lý và cải thiện được cái nhu cầu tình cảm của mình sao cho nó phù hợp với bạn đời.
Chiêm bao thấy rụng răng khi mới yêu ấy, hoặc là yêu xa, là cái điểm báo cho biết chủ nhân của giấc mơ ấy đang cảm thấy là thua thiệt, mệt mỏi hoặc là thiếu tự tin trong cái chuyện tình cảm. Muốn khắc phục cái điểm yếu này ấy, thì họ cần chủ động hơn nữa trong cái việc là biểu đạt cái tình cảm và gì chịu khó duy trì cái sợi dây kết nối giữa hai bên. Càng thờ ơ thì gì các bạn sẽ càng mệt mỏi và càng tăng thêm cái sự lo âu. Giấc mơ thứ hai là mơ thấy nhà bị hư hỏng. Thưa quý vị, nhà là nơi an cư lạc nghiệp, nhà có vững chãi thì người ta mới ở bên trong ấy, mới có thể bảo vệ và che chở được lâu dài cho mọi người sống ở trong nhà và được thì yên tâm sinh sống ở đó. Nếu trong giấc mơ mà bạn mơ thấy nhà mình bị hư hỏng nặng nề ấy, như là sập tường, gãy cửa hoặc là nứt trần nhà, vân vân, thì ở ngoài đời thực ấy, các bạn hãy cẩn thận. Đây là cái điểm báo cho biết là cái tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ có điều là nó sẽ chỉ gây liên lụy tới một mình bạn, còn các thành viên khác trong gia đình thì vẫn sẽ được bình an vô sự. Đấy. Những cái tai nạn ấy có thể là gãy chân gãy tay hoặc là ngã xe khi tham gia giao thông, vân vân. Vậy nên các bạn phải hết sức lưu ý. Thứ ba là mơ thấy xe bị hỏng. Thưa quý vị, tất cả các loại phương tiện giao thông cá nhân có thể sử dụng được như là xe đạp, xe máy, ô tô, vân vân. Trong giấc mơ, bạn mà thấy xe bị thủng xăm, thủng lốp, vỡ đèn thì cũng là một cái điểm báo mà đáng là lo ngại. Đây là giấc mơ không báo hiệu những cái tai nạn sát sườn vì chúng này đều là những vật bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên, giấc mơ này cũng cho thấy là thời gian sắp tới, cái tài lộc của bạn sẽ bị hao tổn không ít. Thứ tư, nằm mơ thấy mình trong một cánh rừng hoang vắng. Mặc dù là trong giấc mơ, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy sợ hãi với những cái cảm giác có một mình. Điểm báo này cho rằng bạn sắp mất đi một người thân thiết nào đó, khiến cho bản thân gì rất là khó khăn để có thể vượt qua. Ngoài ra, bạn cũng sắp gặp một chuyện vô cùng là thị phi, khiến cho mọi người sợ hãi và xa lánh. Cái hiểu lầm này rất khó có thể giải quyết được và bạn lại còn bị gì cô lập trong một khoảng thời gian khá dài. Thứ năm, nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau. Nếu mà nằm mơ thấy vợ chồng cãi nhau ấy, thì có nghĩa là sắp tới gia đình bạn sẽ gặp những cái chuyện giông bão, xảy ra những cái mâu thuẫn nhỏ và cần phải hết sức cẩn thận. Các bạn thật bình tĩnh để giải quyết cái vấn đề này. Bởi vì không phải lúc nào ấy thì vợ chồng cũng thuận, đúng không ạ? Mà cũng sẽ có đôi lúc là sẽ gặp phải những cái trường hợp là cơm chẳng lành mà canh chẳng ngọt. Vậy nên là hai vợ chồng ấy đôi khi có cãi nhau là cái chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi xảy ra những cái tranh cãi thì cần phải cố gắng hạn chế làm tổn thương đối phương xuống một cách thấp nhất. Bên cạnh đó thì bạn mơ thấy vợ chồng cãi nhau thì cũng có thể là do bạn bị ức chế về cái tâm lý. Nếu mà chồng có tính cách hướng ngoại, vợ có tính hướng nội, đôi khi giữa hai người hay xảy ra những cái xích mích nhưng không thể giải quyết một cách triệt để các vấn đề lại với nhau, gây nên cái sự căng thẳng thần kinh. Và mỗi khi đêm xuống, lúc mà chìm vào giấc ngủ, cái tiềm thức sẽ trỗi dậy, những cái ức chế sẽ xuất hiện như để gì giải quyết được cái nội tâm của bạn. Thứ sáu, mơ thấy côn trùng bò khắp giường. Trong giấc mơ, bạn thấy côn trùng như sâu bọ này, rán này, kiến này, mối một vân vân, nó bò gì khắp ga trải giường hoặc là bò dưới gầm giường ấy, khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy, nằm ngủ trong trạng thái mộng mị và bất an. Cái điểm báo giấc mơ nói rằng 80% những người có giấc mơ kiểu này ấy, thì đều có chồng hoặc vợ ngoại tình hay là gì ngoại tình thực tế hay là ngoại tình trong tư tưởng. 20% còn lại cho biết khi họ mộng mị thấy cái côn trùng ấy, cũng là lúc mà bạn đời của họ đang bị dao động dữ dội trong chuyện tình cảm, thậm chí là gần như chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc ly dị. Các chuyên gia cũng khuyên rằng để đối diện với giấc mơ kiểu này ấy, thì bạn cần phải hành động để thay đổi cái lời nói của mình. Trước tiên hãy cố gắng tìm hiểu xem bạn đời của mình ấy còn tình cảm với mình hay không, và cả hai có chịu hợp tác với nhau để giải quyết những cái mâu thuẫn và trò chuyện để tìm ra cái nguyên nhân thực tiễn dẫn đến cái tình trạng chán cơm thèm phở hay không. Từ đó cùng nhau đưa ra cái giải pháp hợp lý cho cái cuộc hôn nhân của cả hai người. Thứ bảy, mơ thấy quần áo bị bẩn thỉu. Trong giấc mơ, bạn thấy mình cực kỳ là lem luốc, quần áo thì rách dưới. Nhưng mà khi tỉnh dậy, bạn lại đang diện cái bộ đồ ngủ hoặc là quần áo sạch sẽ, đẹp đẽ, thì rõ ràng bạn đang phải đối mặt với cái chuyện vợ hoặc là chồng ngoại tình hay là bị bạn bè phản bội. Bởi lẽ quần áo tượng trưng cho cái tình yêu và tình cảm của một con người. Khi nửa kia xuất hiện những cái biểu hiện lạ như ăn vụng, biết chùi mép, thì khả năng cao bạn sẽ có giấc mơ cái kiểu như vậy. Vậy nên các bạn hãy khéo léo điều tra
và gì chấn chỉnh và để hâm nóng lại cái chuyện tình cảm vợ chồng. Thứ 8 là mơ thấy mình uống say khướt. À, quý vị thân mến, trong giấc mơ, bỗng nhiên bạn mơ thấy mình nhậu nhẹt, thâu đêm suốt sáng với bạn bè đến nỗi là say khướt thường khượt. Bất tỉnh nhân sự thì phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Đặc biệt, nếu bạn là người rất ít uống rượu, uống bia thì dù chỉ là một chút, vì đây là cái giấc mơ báo bạn sẽ gặp bạo bệnh hoặc là ốm đau liên miên trong cái thời gian dài. À, tuy nhiên, nếu bạn lại mơ thấy mình uống say mềm và đánh đập người khác một cách vô cớ ấy, thì lại không cần lo lắng. À, hai việc này đều không đáng khen, nhưng mà nó lại không liệt vào những cái điểm hung đáng sợ nhất. Thứ 9 là mơ thấy máu. Mơ thấy máu là cái điểm báo lành hay dữ. À, thấy máu bạn chảy ra ấy, hoặc là bạn bị mất máu trong mơ, nó ám chỉ rằng bạn đang kiệt sức hoặc là cảm thấy là cái cạn kiệt cái cảm xúc của mình. Ngoài ra thì điều này cũng có thể mang cái ý nghĩa là cái sự đối đầu quyết liệt giữa bạn và gì những người thân hữu của bạn. À, những hành động đã qua trong quá khứ thường hiện về trong tâm trí bạn. Khi mà nằm mơ thấy cái chuyện sinh nở và có máu ấy, thì đó là điểm báo xấu về cái chuyện không may mắn sắp xảy ra, thậm chí là gì có chuyện tang thương và chuyện chia lìa. À, thứ 10 là mơ thấy phòng ngủ bị ngập nước. À, giải mã giấc mơ cho rằng khi mà mơ thấy phòng ngủ bị ngập nước ấy, cho thấy cái tình cảm vợ chồng của bạn đang có dấu hiệu là bị mờ nhạt. Có thể là do cái thời gian gần đây hai người đã gì xảy ra những cái mâu thuẫn dẫn đến cái tình trạng là chiến tranh lạnh. Cả hai thì đều thiếu cái sự chia sẻ, hay là gì nguy hiểm hơn là cái cuộc hôn nhân của hai người đã thiếu cái lửa trầm trọng, khiến cho bạn và người ấy cảm thấy hững hờ và lãnh đạm. Điểm cộng của giấc mơ phòng ngủ bị ngập nước ấy là bạn đã kịp thời phát hiện ra cái lỗ hổng trong hôn nhân và còn đủ cái thời gian để va víu. Nếu mà các bạn còn tình cảm, còn yêu tình yêu với vợ với chồng mình ấy, thì hãy chủ động tìm cách xóa nhòa cái ranh giới giữa đôi bên. À, thưa quý vị, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 10 giấc mơ, đúng không? Mang lại cái may mắn, tài lộc cho các bạn và 10 cái điểm báo xui xẻo trong giấc mơ mà các bạn sẽ gặp phải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến của quý vị xin vui lòng comment ở bên dưới. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.